Anh em có tin là đây là một chiếc xe chất mà đến sơn đây là con zin, sơn là con zin. Đấy, lốp này 2017 nhưng mà còn như mới vì con này chạy ít. À, xe thì chỉ có chạy từ gọi là ngân hàng nhà nước tỉnh cho đến ngân hàng nông nghiệp tỉnh hết. Một ngày chạy không dưới 5 cây. À xin lỗi các bác, gọi là 10 cây đi cho nó nhẹ. Đến bây giờ sau mười mấy năm phục vụ, vâng, gọi là 2008 đến bây giờ đăng ký 20 mà con này đăng ký 20 nhá. Thì đến bây giờ là chiếc xe này là rơi vào tầm khoảng 12 năm phục vụ. Nhưng mà đây là một chiếc xe mà nó mới chạy được có 22 vạn thôi. Cái này là chuẩn chỉ, không có tua. Cái này đảm bảo cho bác là không tua nhá. Mới chạy được 22 vạn. Và 22 vạn đó thì chiếc xe dàn lốp 2017 nó còn dày như thế này. Đây là dàn lốp 2017 còn dày bịch như mới luôn. Đấy, toàn bộ dàn lốp này các bác đã có ngay được một dàn lốp mới nhá. Và không phải làm gì, gần như mới tinh tình tình luôn. Còn hỏi 2017 ở đâu thì em đọc số mà, chứ em cũng chẳng nói liên thiên. Đâu rồi, vừa mới nhìn thấy xong có số 17 đàng hoàng. Đây anh em nhìn này. Đây 17 này anh em nhá. Đây 17 nhá, đây rõ nét luôn nhá. Không lại bảo đây, em nói điều này. 2017 đến bây giờ nói chung là xe chạy ít. Vâng, xe chạy cực ít luôn. Lốp này thì đang sử dụng là dàn lốp Yokohama, lốp 23580 la răng 16. Vâng, lốp béo dày bịch luôn. Nhưng mà cái lốp này đi nó sướng các bác ạ. Chắc chắn cho các bác là vừa êm vừa chắc và vừa cách âm chống ồn cực tốt. Và các bác chú ý cho em là cái cua lốp của nó này. À, cua lốp này nó còn nét như thế này. Thế thì hỏi thật các bác là giữ như thế nào. Vâng, đến cả các cái vè ngoài vè trong này nó còn như này. Sơn này là sơn zin. Và cái tiếng tôn thì các bác nào tinh ý là biết ngay là tôn của nó mỏng te luôn. Đấy, một mẫu xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Mỗi tội máy hơi tốn xăng một tí. Đây là một chiếc xe động cơ V6 3.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 12 đến 14 lít trên 100 cây. Và khi mà các bác bỏ một cái số tiền ra là 180 triệu đồng bằng ngang một con Morning đời 2014-15 taxi ra, thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Em này em đang bán cái giá chỉ có 180 triệu đồng cho một chiếc xe sẽ gắn một cái màn hình. Sẽ thích thì bọc ghế ra em bọc luôn cho các bác. Và sẽ làm những cái gì mà các bác cần, các bác thích. Vâng, nhưng mà đương nhiên là nằm trong tầm tài chính thôi. Con này thì các bác mua về chở, gọi là thích thì chở kim cương, hột xoàn hoặc là chở tiền. Quá hợp lý, chở vàng thì cực kỳ ok. Con này tiệm vàng là hay mua. Mấy bác tiệm vàng ở ngoài Bắc nghe em là hay mua con này. Điển hình như là tiệm vàng của Bảo Tín. Vâng, Bảo Tín nhá. Đấy các bác nè. Đấy, cốp mà. Đây các bác nhìn này. Chơi sử dụng là... Đấy, ui giời. Cái thanh này nhá, rút ra mà phang nhau thì hơi kinh. Đấy, cửa mở nhẹ nhàng. Thoát ra là cái két này thì chở được cũng tương đối đồ phết. Vâng. Nói chung là két thì két sắt, mà sắt thì đây này. Xe toàn chở tiền nên cái chỗ này nó cày đến mức độ mà mất hết cả sơn. Nhưng mà tôn của nó giật dày. Đây tôn rất dày này, tôn 3 ly. Đây là tôn công nghiệp của Nhật Bản, được tôi luyện rất là cẩn thận. Nên là nói cho các bác nhá, đập không hỏng luôn. Và cái tôn này các bác nhìn này, nó còn không có bị móp méo gì cơ. Đấy, ốc này sau bao nhiêu năm ốc thành thùng nhưng mà vẫn còn bóng sáng trắng choang luôn. Nói chung là về độ chất thì cái xe này là một chiếc xe cứng. Đấy, còn à đây đóng cái cửa này cái à. Còn với cái tầm tiền thì nói thật các bác là đây là một chiếc xe quá hời luôn. Các bác bảo kiếm đâu một con xe mà em vừa mới phải đi gọi là đấu giá mãi mới được cái con xe này. Toàn bộ vách hai bên này này, ốc tai đèn còn nguyên, kể cả cái sơn màu của cái gạch bản lề này còn nguyên này. Đấy, xe còn rất là đẹp, bản lề này còn chưa ra nhá, con này là bản lề chưa ra luôn. Muốn mua một chiếc xe chất thì đây là một chiếc xe chất hẳn luôn cho các bác luôn. Chất hẳn luôn, chỉ keo là zin, chưa có rửa dọn nhá, vẫn còn nguyên bụi này. Chỉ keo zin toàn bộ và chưa có rửa dọn, kính cũng zin toàn bộ luôn. Và được cái là con này thì rất là chắc chắn. Đấy, có cái biển vào đây nữa thì nhìn nó phê luôn. 2008, đời thì cũng sâu sâu rồi. Thế nhưng mà mua mới gọi là 1 tỷ 4. Bây giờ bán giá ra chỉ có 180 triệu đồng. Đèn thì hơi vàng theo thời gian. Cái này thì đánh bóng đèn là ok. Đánh bóng đèn là ok luôn các bác nhá. Đèn hai bên này. Đấy, bị ố theo thời gian. Nhựa, do cái chất nhựa thôi, không vấn đề gì.
tôn của cabo này. Đấy, tôn cabo đây. Và các bác có thể để ý là nhựa này, nhựa này, toàn bộ phần nhựa đen đây. Đấy, nhựa đen của xe này. Đấy, nó còn lép căng như thế này, không hề lỗi lầm. Cản trước là cái phần nhựa này nó bị bai màu, nó bị gọi là lão hóa theo thời gian. Nhưng mà nó không bị vỡ đấy nhá, nhựa nó bị lão hóa màu. Đấy, màu nó còn nguyên, nhựa còn căng lép luôn. Và cái này thì bên nhà em đang bán giá rất là hợp lý để hai cái ô cho các bác để có thể là gắn đèn độ lên. Cái này không ảnh hưởng cái đăng kiểm nhá. Về dưới này, vách chắn máy này còn nguyên. Đấy, các bác bảo kiếm đâu được con nào vách chắn máy còn đẹp này đâu. Chưa có sơn dọn gì cả, còn nguyên mộc luôn. Xe này thì hết đăng kiểm rồi. Và đăng kiểm là bao luôn cho các bác nhá. Đăng kiểm kỳ mới bao luôn. Xe là xe không có niên hạn. Đời 2008 không có niên hạn luôn. Đây là nhựa này, nhựa này. Và cái này là nhựa, là nhựa nguyên bản. Chứ không, đây là chất nhựa nhá, chứ không phải là bả tỉa nhá. Đến kể cả cái mép này nó còn nguyên. Và nói chung là cua lốp thành thùng của xe là còn nét căng như thế này. Đấy, cua lốp và gầm đây. 2008 với một chiếc xe Mitsubishi Pajero V93 nhập Nhật. Con này là xe sản xuất tại Nhật Bản luôn. Tôn rất dày và kính còn zin toàn bộ. Keo chỉ thì riêng chiếc xe này thì không cần phải bàn cãi luôn. Riêng keo chỉ con này thì quá ok rồi. Tappy thì hơi bẩn một chút. À, các bác nhìn này, tappy này chưa có rửa dọn, tappy bẩn. Cái này là bằng vải và cái này thì nó bị bám mồ hôi ra tay nhiều. Đấy, cái này là chưa có rửa dọn nhá. Đấy, kính thì phim cách Nhật Viku. Và hoạt động thì hoàn toàn bình thường. Đấy. Sao nào? Ok. Đấy, dòng này thì nói chung là chạy thì cực phê luôn. Và đây này, ốc bản lề nó còn nguyên màu. Nguyên màu chưa động chạm nhá. Ốc này là còn chưa có động chạm luôn. Đấy, các bác nhìn kỹ này. Đấy. Và mặt táp lô xe thì tương đối là đẹp, sạch sẽ. Táp lô rất là đẹp luôn. Vô lăng, 4 chấu, túi khí an toàn. Đấy, đầy đủ. Nội thất ghế thì chiếc xe này đang sử dụng nội thất ghế vải. Đấy, hơi bẩn, chắc chắn là hơi bẩn cho các bác rồi. Không sạch sẽ rồi. Nhưng mà đây là nội thất ghế vải còn nguyên từ hồi mới mua đến bây giờ, rách một tí này. Đấy, nhưng mà của nó còn nguyên. Đấy, ghế vải. Và sàn là sàn da. Úi giời, thừa là hẳn một cái lớp lót sàn này. Đấy, sàn này. Đấy, sàn da. Cái người lái xe của chiếc xe này cũng là một người rất là kỳ cựu và rất là cẩn thận. Nên là đâm ra là xe nó vẫn còn giữ gìn cực kỳ ok. Đấy, các bác nhìn này. Bản là cái phần nhựa này nó còn nguyên. Bình thường nhiều con là cái đấy nó mòn hết rồi. Nhưng mà đây là một chiếc xe chạy được 22 vạn luôn. Đấy, 22 vạn nên là xe vẫn còn rất là cứng. Và các bác có thể nhìn đây là toàn bộ sơn này là sơn zin nhá. Cái sơn này sơn zin luôn nha các bác này. Đấy, sơn zin đến bây giờ mười mấy năm rồi, 12, 13 năm rồi. Nhưng mà sơn zin vẫn còn nguyên. Nội thất thì hơi xấu một chút, các bác thông cảm. Và nội thất thì hơi xấu. Nè, úp mở nhẹ nhàng, kích lốp đồ này còn nguyên. Đấy, còn dưới này, đồ tháo mở còn nguyên. Đấy, và xe thì các thứ của xe nói chung là tương đối thôi. Đây, lót lỉ dưới đây. Đấy, lót lỉ vách dưới đây. Sàn này, sạch sẽ. Bản lề thì ốc nguyên chưa có động chạm. Đấy, ốc này còn chưa có động chạm luôn. Đấy. Chất xe còn rất là nét nhá. Vâng, và giá em này thì chỉ có 180 triệu đồng là đã bao phun dọn dẹp cho các bác, bao đăng kiểm. Đấy, thoải mái rồi. Mà cái dòng này thì đi rất là hợp lý luôn. Xe không có niên hạn. Bây giờ thì đăng kiểm là bình thường. Đấy, không có niên hạn luôn. Nhiều gia đình là cũng hay mua con này về để đi phượt đi chơi, vì là cái dòng này nó không gian nó rất là rộng rãi để thoải mái đồ đạc. Đấy, và không phải nghĩ ngợi đến chuyện là xe hỏng vặt giữa đường. Một chiếc xe của Nhật Bản cực kỳ bền lành. Cua lòng lốp dưới này, gầm bên này các bác nhìn này, gầm sáng choang luôn, không chê được câu nào. Gầm bệ sáng choang luôn. Đấy, nhíp giảm sóc đầy đủ. Con này thì là một chiếc xe cứng rồi. Đấy, không chê được câu nào luôn các bác ạ. Đấy, gầm nó còn đẹp như này. Và em này thì em đang bán cái giá là chỉ có 180 triệu đồng. Đấy, không có dọn dẹp nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Chạy cực kỳ ổn định luôn cho cái dòng xe của Nhật Bản, máy V6. Động cơ 3.0. Toàn bộ bản lề hay là cửa nẻo các thứ của xe là còn nguyên, chỉ keo còn nguyên, cánh này rất dày và chắc.
Đấy, có chống trộm mất trộm gương này. Dòng này thì đúng là thực sự là điểm cộng luôn. Em này em đang bán giá nó rất là hợp lý luôn đấy ạ. Vâng, đây. Cái chỗ này tựa đầu cán bộ tựa đầu nhiều ấy là nó bị bám bẩn. Đấy, chưa có dọn rửa. Đấy, ngồi nhiều nó cũng bẩn này. Đấy, cái nỉ này thì sẽ làm sạch ngay, đơn giản lắm. Nhưng mà cái này là xe em chưa có dọn nhá, các bác thông cảm. Vâng, chưa có kịp dọn thôi ạ. Túi khí qua an toàn còn nguyên. Và sách hướng dẫn của xe đây còn nguyên. Cái này là xe mới của hãng này nè. Sách hướng dẫn này, bảo dưỡng định kỳ này, có hết, nói chung là chả thiếu cái gì. Đây là hướng dẫn sử dụng Mitsubishi Pajero V93. Đấy, xe của Nhật nó khác. Và đây Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn này. Đấy, chi nhánh Mỹ Hào các bác nhá. Đấy, ái chả còn có cả phong bì này. Ui xài, em vừa mới lôi ra mà. Đấy, chi nhánh Hưng Yên này. Đấy, và đây là cái quyển dịch vụ đã được bảo dưỡng định kỳ. Đây, cái này là cái lịch bảo dưỡng này, nó sẽ làm cái gì cơ các bác ơi. Đấy, nó làm cái gì ở đây là có hết. Đấy, khả năng tí nữa em chụp lại cái quyển này để em nghiên cứu. Đấy. Nói chung là chất xe thì tương đối là cứng nét và giá cả thì vô cùng phù hợp cho một chiếc xe. Gầm con này thì không có mục mọt tí nào nhá. Đây, gầm này, gầm còn sáng mà không hề mục mọt tí nào. Đấy các bác ạ. Vâng. Một chiếc Mitsubishi Pajero V93. Gầm cao dành cho những anh em nào thích gọi là bộ môn tốn xăng. Đấy. Chất cứng, nét căng. Nói thật anh em là cứ nói vậy tốn xăng thôi, chứ còn này mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 12 đến 14 lít cho một chiếc xe to cao hầm hố như thế này. Trọng lượng cũng khá là chắc như thế này thì cái đấy là bình thường ạ. Vâng. Nhiều người cứ bảo ui cabo nhẹ thế. Ồ nhẹ kinh. Cabo rất nhẹ luôn anh em nhá. Đây, chỉ cabo nó còn zin nguyên này, xe nó còn cứng như thế này mà. Đấy, giá cả thì vô cùng phù hợp và xe thì còn cứng nét luôn nhá. Không hề lỗi lầm luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Chất xe còn rất là đẹp và đấy, toàn bộ tai đèn đầu trước của xe là còn nguyên luôn. Chưa động chạm kể cả con ốc này. Kể cả con ốc này, bắt máy. Máy thì hơi bẩn một chút vì là xe em chưa có rửa dọn. Vâng, cái này thì sau video thì em sẽ cho rửa dọn sau. Cái đấy bình thường, không vấn đề gì. Đấy, động cơ máy V6 3.0 ăn xăng rơi vào tầm khoảng 12 đến 14 lít trên 100 cây. Xe thì chạy rất là chắc chắn luôn. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi đề nổ chiếc xe cho anh em xem con này chất như thế nào. Đấy, máy êm cực kỳ luôn. Úi xời. Đấy, máy êm ru luôn. Tua thấp này. Con này thì mới ban đầu bao giờ nó cũng sẽ lên tua rất là cao. Thế nhưng mà đấy, bây giờ thì nó chỉ khoảng tầm 800 vòng phút thôi. Rất là hợp lý cho một chiếc xe máy V6 3.0. Đấy, con này máy thì chưa có làm gì, chưa có rửa dọn, anh em thông cảm nhá. Hơi bẩn bụi tí. Anh em thực sự là thông cảm luôn. Đấy, chứ còn chất máy thì quá ok cho một chiếc xe động cơ V6. Con này máy zin. Vâng, máy zin luôn. Chạy 22 vạn máy zin. Chất xe nét căng, không hề lỗi lầm. Rồi, giờ thì em sẽ tuyển nam lái xe tài xế chạy cho anh em nhìn độ chất của nó như thế nào. Xe cực chất luôn anh em nhá. Vâng, đảm bảo cho anh em là không phải nghĩ ngợi gì. Đấy, 2008 đời Pajero V93 2008, chất xe đẹp. Ok. Đấy, xe ngon như này mà không đi nữa còn mua con gì. Cảm ơn anh em nhá và hẹn gặp lại. Đấy, về tranh thủ kiếm con Pajero đó.